Đây là bánh bao, đây nhân thịt, lạp xưởng, trứng vịt, trứng gà. Rất là ngon nè mọi người. Đó, đây có bánh bao bự nhất đây. Là còn nhiêu bột, cái mình làm vô hai cái bánh bao bự này cho nó hết. Đó, mọi người xem thấy đây nè. Quay ra nó rõ hơn. Bây giờ bắt đầu làm bánh bao nha mọi người. Trước trước là mình mua cái bột bánh bao của Vĩnh Thuận hay là cái gì đó. Sau lưng cái bột bánh bao nó có công thức chỉ rõ cho mình nhồi bột. Ở đây là mình có trứng nè, lạp xưởng. Lạp xưởng là mình luộc xong mình chiên xong mình cắt khúc lớn nhỏ tùy theo. Trứng thì một trứng mình cắt làm tư. Thịt này là mình mua thịt heo xay có mỡ rồi mình trộn với lại củ hành, tím của hành tây, nấm mèo, rồi cuốn tàu, dầu mè, bột nêm, đường, một chút nước tương, rồi mình trộn đều lên, rồi mình để qua khoảng vài ba tiếng. Ok, bây giờ mình có cái rồi mình dò cái vô cân mình làm cho trứng mọi người. Trước nhất là bây giờ mình cân trứng là 100 gram làm sao mà vừa nhân thịt trứng trứng với lạp xưởng là 100 gram. sữa xong cái ấn đây này, cho cục lạp xưởng, cái thịt trứng nó vô, cục lạp xưởng vô, mình túm cục thịt lại tùy lớn nhỏ thì theo mình thích nha. Cho cái miếng trứng vô, tấm lại, đây thịt mình đã nhồi xong từng phần, phần có trứng với lạp xưởng bên trong. Bây giờ mình bắt đầu mình lấy bột, là mình nhờ bột mình đem đi hấp nha mọi người. Thấy thịt ngon không, thơm phức luôn, có mùi dầu mè cho nó thơm phức à. Đây là bột của mình đã được nhồi trong vòng 3 tiếng đồng hồ rồi mọi người. Bây giờ nó đã nở rồi.
mình mở ra. Đó, cái mùi bột nó thơm phức luôn. Đây là mình có một cái khuôn bánh bao. Tại mình nặng không có khéo. Cái khuôn này thì cái độ sâu của nó cũng không có sâu lắm. Bây giờ nó ra cái khuôn mới là cái khuôn của nó rất là sâu luôn. Đó, thôi mình tạm dùng cũng được. Chỉ có bánh bao ở nhà ăn là được rồi. Thì trước khi mình cho bột ra bạn, mình cho một chút xíu bột áo lên trên đây. Rồi mình mới đổ cái bột ra. Đó. Cái cục nhân hồi nãy nó được 100g. Thì bây giờ chắc mình cũng cắt thêm một mỗi thứ 100g nữa. Là cho nó đủ 200g. Cái bánh 109. Mình sẽ ngắt ra 100g nè. Mình cứ cắt ra rồi mình chia cho đều ra 100g. Mình sẽ làm cho hết luôn. Ok, bột mình đã chia xong rồi. Bây giờ mình cứ túm bột nó tròn lại cho mọi người. Lấy từ ngoài vô mình túm vậy nè. Đó, túm cho nó tròn lại. Rồi mình sẽ vo tròn. Ta chọn vậy, bỏ qua một bên. Tiếp tục mình làm cái khác. Cái túm từ ngoài vô trong. Đó, như vậy. Mình vo tròn nè, mình cho muối bột áo vô. Vo tròn. Đó. Tiếp tục mình cứ làm. Nhiều khi cái cân lượng mình cân cũng chính xác đó, từ lúc mình không cân luôn. Mình cứ nhắm mình làm thôi. Làm như vậy. Đó, bột mình đã nhồi xong rồi mọi người. Bây giờ mình lấy ra một cán nha. Mình lấy một cán, mình cán, mình cho nhân vào. Để nó cho nó rộng chút xíu. Có không gian để mình cán. Đây mình lấy ra một cục nè. Rồi mình cán. Cho bột áo vào cho cái cây. Cho đừng có dính. Mình cứ cán đây. Lớn nhỏ thì theo mình. Mình cán xong mình dám bỏ cục nhân vô vừa đó là ok. Đó, bột nó nở quá, nó hơi thun lại chút xíu. Cũng sao. Rồi, mình cán như vậy. Mình lấy một cục nhân. Mình cho vào. Xong. Mình không có bắt được chi mọi người khác thì mình để dưới nè mọi người. Mình mới túm hai cái đầu này lên. Đó. Mình cứ túm lên, kéo lên cho nó tròn lại. Mình bóp cho cái miếng nó dính vô như vậy nè. Đó, đừng cho nó lòi ra. Xong ở đây thì nó hơi lòi nhân chút xíu, mình bóp lại cho nó đều rồi mình bỏ tròn mọi người. Đó, mình cho một chút bột áo ra ngoài. Xong cái mình cho vào trong cái khuôn này nè. Khuôn này thì nó hơi lớn chút. Đó, mình ịnh nó xuống. Hoặc là mình có cái đít chai vậy đó, mình đẩy vô. Giống chẳng hạn như cái chai nước. Đè xuống. Hoặc là cái chai gì cũng được. Đây, mình làm thêm một cái nữa cho người xem. Mình cũng cán nè. Đó. Vậy cái mình cho cục nhân vô để xuống dưới đất nè, dưới cái bàn đó mình túm nó lên. Và mình cứ túm nó lên thôi, kéo nó lên đó, kéo nó lên vậy đó. Xong cái bột nó dính vô đều trên rồi, người thấy không, rất là dễ dàng. Đây cho chút bột áo ngoài cho vô cái khuôn, dùng cái lăn thuốc nè. Đè xuống, ấn xuống. Đó. Cái tập lấy ra. Nhẹ nhàng được thêm cái bánh nữa. Thì bầu hồi nó nở ra cái ngấn nó cũng mất đi rồi. Đây mình đã nặng được 12 cái bánh nè mọi người. Bây giờ mình đem đi hấp nha. Mình đã mình để mình làm xong mình để khoảng 15-20 phút thì mình mới hấp được nha mọi người. Đó.
cái khuôn thì nó vậy thôi, nhưng mà nó nở ra hồi nó mất cái đường vân hết. Đây thì mình có một cái nồi nước này, mình đang bắt để cho nó sôi. Cho kia cái nồi nước là mình sẽ cho vô một chút giấm để cho bánh nó trắng nè. Đó, cho vô một chút giấm vô đây để cho nước bánh nó sẽ trắng lên. Bắt đợi nước sôi mình sẽ cho bánh vào. Đây mọi người, bánh mình đã cho vô trong cái khay xem nè. Mình có hai loại khay hấp. Cái này là cái khay bằng mây hấp thì nó ít bị nước, hơi nước hơn. Còn đây là cũng có một cái khay nó bằng inox hai tầng, mỗi cái để 4 cái. Đó, đây có 4 cái nữa nè. Cái này thì mình để 5 cái. Nhưng mà lúc nó nở thì chắc sẽ bị dính quá mọi người, thôi thì kệ nó. Mình cũng còn nhiều bánh là phải cần hấp nên mình cứ hấp đại để coi nó làm sao. Ở bên đây cái nồi nước nó đã sôi rồi nè mọi người. Đó, bây giờ mình để cái dĩa với mình hấp nha. Để nắp đây, mình sẽ hấp trong vòng 20 phút. Cái bằng mây thì mình hấp nó sướng hơn cái bằng ấy. Mình sẽ đẩy ra thì mình hấp trong vòng 20 phút bánh sẽ chín. Cái nồi bên đây nước cũng đã sôi rồi, mình cũng đã cho giấm vô nè mọi người, nó lên tim rồi. Bây giờ mình cũng cho hai cái từng bánh này vô, mình cũng hấp trong vòng 20 phút. Nhưng mà tại cái này là cái nồi inox nên mình phải dùng cái khăn dây giải để mình bọc trên cái nắp, đừng có hơi nước, đừng có xuống đó, cho bánh nó không có bị ướt. Thì mình để nó, mình tiếp tục mình hấp nha. Đây là hai nồi. Đây, bánh mình hấp được 15 phút rồi mọi người, nhớ lên xem. Thấy bánh rất là ngon luôn. Đó, ngon không, thơm phức luôn. Giờ mình hấp thêm 5 phút nữa để cho bánh nó chín ngon. Rồi mình lấy ra, rồi mình để nắp lại, mình tiếp tục mình hấp nha. Đây cũng vậy nè mọi người. Đó, bánh cũng nở căng tròn xe, tuy là nó mất cái dấu đi mà bánh cũng ngon, tròn cũng đẹp. Và wow, bánh bao rất là ngon luôn. Giờ tiếp tục để nắp để mình hấp thêm 5 phút nha. Còn đây là cái mẻ thứ hai nè, cái thứ hai mình đã làm xong rồi nè. Đó, người xem mẻ thứ hai, bánh cũng trắng tươi. Trong này có một loại bịch bột khác, thành ra cái màu nó hơi trắng chút xíu, bột Vĩnh Thuận. Đó, quay từ trên xuống cho mọi người xem, bánh là mới ra mà chưa có hấp nè nha, bánh này là bánh chưa hấp. Mình quay gần lại cho mọi người xem. Đó, cái bánh đó như vậy đó. Và khi mình hấp chín nữa thì nó sẽ ra khác đi. Người ta làm bằng tay, người ta ấn bằng tay thì cái ngấn nó sâu hơn. Đây, bây giờ bánh nó chín là mọi người, bây giờ mình lấy ra nha. Đó, giờ mình sẽ gấp bánh này ra ngoài cho mọi người xem. Đó, bánh nó thơm phức luôn. Đây là cái mẻ bánh phần thứ nhì nè mọi người. Đó, cho nên nó có hai lò bột bánh Vĩnh Thuận, một loại bánh của Kim Tự Tháp. Nghĩa là Kim Tự Tháp thấy ngon hơn. Giờ bánh nó chín là mình cũng lấy ra luôn nha. Đây, bánh bao đã chín xong, ăn cũng được, không được đẹp lắm, trong nhân thì rất là ngon mà bề ngoài thì không được đẹp. Vậy là cũng hay quá chừng rồi. Ở đây có hai cái bánh đặc biệt đó,
to đùng luôn. Mình thấy hai cánh ba đặc biệt luôn. Nhưng cũng nhiều, bánh cũng to. Yummy yummy. Wow, thơm phức cả nhà luôn. Giờ mình hấp thêm 5 phút nữa để cho nó chín. Đậy lại. Đây, bạch đã chín rồi, bây giờ mình lấy ra. Wow, hai cái bánh bự quá. Ngon tuyệt vời luôn, thơm phơi phới luôn. Giờ mình lấy mình để nguội xong mình cắt cho mọi người xem nha. Đây là bánh bao đây, nhân thịt, lạp xưởng, trứng vịt, trứng gà. Rất là ngon nè mọi người. Đó. Đây có bánh bao bự nhất đây. Ta còn nhiêu bột cái mình làm vô hai cái bánh bao bự này cho nó hết. Đó, mọi người xem thấy đây nè. Tôi quay ra nó rõ hơn. Đây mời mọi người cùng ăn bánh bao với nhà mình nha. Bánh bao ngon tuyệt vời. Ai ăn bánh bao lạp xưởng trứng vịt không? Bánh bao Toronto, Canada đây mọi người ơi, ngon quá cỡ ngon đây. Đó, bánh bao đó mình làm không có khéo, không có nặng khéo bằng người ta, nhưng mà bánh ăn rất là ngon, thơm ngon. Bảo đảm 99% bánh sẽ ngon, vừa ăn. Bây giờ mình xin chào tạm biệt nha. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của mình, xin cho mình một like, chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và nhớ đăng ký kênh nha mọi người. Chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại những video kỳ tới. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Thank you.